Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác dòng máy thổi bụi mới nhất của thương hiệu Wukang với model là HK800EB. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sản phẩm các bác nhé. Đầu tiên thì máy nó sẽ được đựng trong một cái hộp này, bìa các tông như thế này. Phía bên ngoài thì nó sẽ có là hình ảnh minh họa cho sản phẩm cũng như là logo, đấy, tên thương hiệu các bác nhé. Và máy thì nó cũng được xuất khẩu sang các nước ngoài đây, một trong những cái nước mà nó khá là kín kẽ về cái vấn đề về chất lượng sản phẩm. Đây, nó cũng được xuất khẩu đi tất cả các nước, ví dụ là Anh này, Nhật Bản các thứ nhá. Ok. Và sản phẩm đây, tiếp tục cái model của nó sẽ là HK800. Ok, phía bên cạnh này thì nó sẽ có một cái giới thiệu về thông số kỹ thuật. Đây, cho sản phẩm các bác nhá. Vâng, thông số kỹ thuật thì chút nữa em sẽ giới thiệu cụ thể vào phía trong cho các bác luôn nhá. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua để chúng ta đi vào những cái sản phẩm tiếp theo. Và tiếp theo nữa đó chính là một cái catalog giới thiệu về sản phẩm của Wukang. Đó, và phía trong này thì nó sẽ là toàn là tiếng Tây thôi. Bác nào rảnh thì đọc giúp em nhé. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là một cái phiếu bảo hành cho sản phẩm máy thổi bụi này. Đây ạ. Và sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng theo tiêu chuẩn của hãng. Vâng, 6 tháng theo tiêu chuẩn của hãng các bác nhé. Và bên em sẽ bảo hành bằng số điện thoại nên các bác cũng không cần phải giữ lại cái phiếu này làm gì cả. Tại vì phiếu này thì em biết các bác cũng sẽ dễ là mất, đúng không ạ? Vâng, bên em chỉ cần khi nào các bác có vấn đề gì thì các bác cứ đọc cái số điện thoại lên. Bên em sẽ tra ra ngày tháng các bác mua hàng, các bên em lưu trên máy tính là bên em bảo hành cho các bác thôi. Và phí vận chuyển khi mà trong thời gian bảo hành thì bên em hoàn toàn chịu hết cho các bác nhé. Các bác không mất phí gì nhé. Và tiếp theo là khi có vấn đề gì thì ship của bên em sẽ vào tận nơi lấy máy đi cho bảo hành cho các bác. Nên các bác cũng không phải lo là chúng ta phải gửi đi đâu hay như thế nào. Và bây giờ trung tâm bảo hành của Wukang thì nó cũng đã có mặt toàn quốc rồi nhé. Trên toàn quốc rồi. Tiếp theo đó chính là một cái túi này để chúng ta đựng bụi và nó sử dụng như thế nào. Thì chút nữa em sẽ giới thiệu cụ thể cho các bác sau nhé. Đó, có logo này, tên thương hiệu này. Tiếp theo nữa đó chính là một cái ống này để chúng ta lắp vào cái đầu thổi của nó. Nó là cao su nên là nó rất là bền các bác nhé, nó không vỡ như kiểu đầu nhựa nhé. Đó, nó chịu nhiệt này, chịu nhiệt rồi chịu sức gió thổi các thứ. Ok, chúng ta em lắp vào cho các bác xem. Tiếp theo nữa đó chính là một cái cặp chổi than để chúng ta thay vào nhé. Khi nó hết than thì chúng ta sẽ thay vào. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là cái con máy thổi bụi với model là HK800EB này các bác nhé. Vâng, trước khi vào chi tiết thì chúng ta xem qua máy một chút được không ạ? Rồi, nó sẽ là một màu vàng chủ đạo. Và phía trên này thì có một chút cao su để chúng ta nắm khi tay nó dính mồ hôi, nó không bị trơn, đúng không ạ? Đó, cao su này thì nó sẽ bám tay hơn và nó không bị trơn trượt này. Rồi, ok. À đây, tên thương hiệu được khắc trực tiếp, nó khắc nổi trực tiếp chứ không phải là tem dán các bác nhá. Khắc nổi trực tiếp được chưa ạ? Rồi, ok nhá. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là một cái tem dán. Đó, dán ở đây thì có nghĩa là tem dán này. Dán ở đây có nghĩa là mà để đảm bảo là máy này chưa được bị tháo vỡ ra nhá. Rồi, phần tiếp theo nữa đó chính là cái cò bấm cũng như là cái nút giữ này. Đó, rất là tiện lợi được chưa ạ? Rồi, cái phần tiếp theo nữa, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác đó chính là cái điều chỉnh tốc độ đây. Đấy, điều chỉnh tốc thì thay vì nó nằm ở dưới này, đúng không? Chúng ta nhiều khi vặn vặn nó hơi khó. Thì nó nằm ở trên này, chúng ta sẽ điều chỉnh rất là dễ, đúng không? Đó, đẩy thế này nó rất là dễ, tăng tốc. Nó gồm có 5 cấp nhé các bác nhé, từ 1 đến 5 nhé. Các bác sẽ sử dụng như nào chút nữa, hoặc là nó thổi mạnh thế nào chút nữa em sẽ giới thiệu tiếp theo. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần, đây, thông số kỹ thuật của sản phẩm đây nhé. Đó, thương hiệu Wukang này, model này, HK800EB này. Và con này công suất của nó sẽ là 800W các bác nhé. Rồi, dùng điện 220V trên 50Hz. Rồi, tiếp theo, vòng tua của nó sẽ là vòng chạy tối đa đấy ạ. Tua vòng chạy của motor thì nó sẽ là 15.000 vòng trên 1 phút các bác nhé. 15.000 vòng trên 1 phút và 2,8 mét khối. Đấy, có nghĩa là cái sức gió thổi đấy ạ. 2,8 mét khối trên 1 giây. Rất là mạnh, được chưa ạ? Và máy thì nó sẽ có hai phần. Phần này thì nó sẽ là thổi ra này. Đấy, phần này thổi ra. Và phần này thì nó sẽ là hút. Được chưa ạ? Phần này nó sẽ là hút. Nhưng mà chủ yếu con này nó sẽ là thổi các bác nhé. Đó, chủ yếu nó là thổi. Và con này nó sẽ có cân nặng là 1,6kg. 1,6kg nên nó cũng khá là nhẹ. Nó cũng không phải là quá là nặng đâu các bác nhé. Và máy thì được sử dụng là cái dòng nhựa ABS. Đó, dòng nhựa ABS nên là để chống vỡ. Đấy, nhựa nó rất là dày. Rất là dày chứ không phải là giống như một cái số con nhựa màu màu đâu các bác nhé. Nhựa này cực kỳ dày luôn. Rồi, phía đây thì cái phần hút này nhé, nó sẽ có cái đường đây,
Đó, nó có giống kiểu là cái phần lưới ấy, để ngăn chặn những cái ví dụ là những cái bụi hoặc là những cái mảng bám nó dày dày thì nó không bị vào chui vào trong cái quạt này, nó làm kẹt quạt hoặc là làm hư quạt phía trong nhé. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắm điện lên, chúng ta nghe thử một chút được chưa ạ? Ok, thì chúng ta sẽ lắp cái đầu này vào này. Ok các bác, đấy, vừa nãy em cũng cắm điện thử nhé. Thì em trải nghiệm hai cái vấn đề, có nghĩa là một vấn đề thổi và hút. Thì cái con này nó vốn là nó là thổi, thổi bụi thì nó chủ yếu là hỗ trợ chức năng thổi thôi. Còn hút thì nó cũng khá là, cũng nói chung là cũng không đủ mạnh đâu, nói chung là nó cũng yếu thôi. Đấy, đây nó chủ yếu là nó thổi các bác nhé. Rồi, ok, với cái sản phẩm máy thổi bụi của thương hiệu Huka này, hiện tại bên em đang bán với mức giá là 550.000. Bao ship cho các bác toàn quốc 550.000, bao ship cho các bác toàn quốc, bảo hành cho các bác 6 tháng, đến nơi các bác kiểm tra rồi thanh toán sau các bác nhé. Vâng, bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388 để em hỗ trợ và cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài, chúng ta sẽ test thử cái con máy này nó thổi mạnh như thế nào các bác nhé. Rồi, ok, mời các bác ra ngoài nào. Ok các bác nhé, bây giờ thì em sẽ mang máy này ra để chúng ta test thử nhé. Thổi bụi thì là chuyện rất là bình thường rồi. Bây giờ thì em sẽ thổi cho nó bay cái xô chậu nước này các bác xem nhé. Đây, xem cái chậu nước đây. Đó, một chậu nước rất là đầy đây các bác nhé. Được chưa? Bây giờ em sẽ thổi bay cái xô nước, chậu nước này cho các bác xem này. Rồi, bắt đầu. Ok. Bác cũng có thể thấy đúng không? Này. Đó, xô nước em thổi này, không còn một giọt luôn. Thổi khô luôn. Được chưa? Rồi, ok nhá. Máy thổi khá là khỏe các bạn, thổi bay hết luôn cả một chậu nước. Ok, đây. Máy thì em đã test rồi. Đấy, tại vì trên đây thì nó không có bụi nhiều nên là em cũng không có cái này để em thổi, nên là chính vì thế nên em thổi nước cho bay thì các bác cũng có nhìn thấy cái sức mạnh của nó rồi đúng không? Nước nó ở trong chậu nó cũng đã bị cản lại. Đấy, nhưng mà cái con này nó thổi vẫn bay hết được ra. Đấy các bác nhé, bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388 để hỗ trợ cho các bác thêm nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.